Này, nó là mua tặng cho bạn gái nha. Bạn gái hay vợ. Lên tiếp cho em, đây là con này dây đầu mi màu vàng ở giữa. Này, rất là đẹp luôn. Kim vàng. À, cửa núm giờ đều vàng tất. Bắt đầu đọc nhanh thành Lamborghini. Đấy. Dây vàng bác nhìn thấy chưa? Đấy. Dây vàng hết. Long lanh luôn. Dây nghiêng này cho bác nhìn thấy màu vàng này. Hai đường ở giữa là màu vàng. Hai đường ngoài là màu trắng bạc. Nhìn chưa? Con SL. Đấy. Hàng hiệu đấy, nó dập phải thế này cơ mà. Nhìn chưa? Để cho bác 600k. 600k các bác nhé. 600k. Lung linh chưa? Nữ.